qua trên trang chủ của Miss Universe thế giới đã đăng tin chung kết của Hoàng Hoàng Vũ năm 2017 là sẽ là 26 tháng 11 là đại diện tức là hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 sẽ không có cơ hội đến với năm nay mà phải chờ sang năm sau. Vậy thì bên phía bên công ty nắm bản quyền đã có kế hoạch chọn đại diện như thế nào? Mình có thể chọn đại diện ngoài hay là bắt buộc phải nằm trong top 5, top 10, top 15 hay như thế nào đó của Hoa hậu Vũ Việt Nam 2015? Bên ban tổ chức đã có lên kế hoạch cho việc chọn ra gương mặt đại diện cho cuộc thi hậu Hoàng Vũ Thế Giới 2017 này vào tháng 11. Và luôn luôn chúng tôi ưu tiên cho những gương mặt bước ra từ cuộc thi của mình. Bởi vì công bằng mà nói thì những cái gương mặt top của chúng tôi đều có cái vị trí nhất định trong làng người đẹp và họ đã được tôi luyện rất là nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì công ty sẽ chưa đưa ra bất kỳ một cái thông báo chính thức nào về gương mặt đại diện cho Việt Nam năm nay. Vẫn còn đang trong quá trình để tiến tới cái việc mà hợp lý hóa gương mặt đó. Vậy thì cha Trang hỏi xem là chính do như vậy cho nên Hoa hậu Hoàng Vũ trong cái cơ cấu giải thưởng của mình thì Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2017 sẽ như cũ á, nếu mà khi mà chưa công bố cái năm thi á thì Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 sẽ tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ 2020 và Á hậu 1 sẽ tham dự năm tiếp theo. Vậy thì năm nay lại vô tình như vậy mà mình lại tổ chức trễ hơn, đương nhiên Hoa hậu Hoàng Vũ 17 sẽ đi thi 18. Vậy thì đến năm 19 mình lại có một thi mới hơn. Vậy thì giải cái quyền lợi của Á hậu 1 thì nó có bị cắt đi hay không hay là mình sẽ xem xét như thế nào? Cho đến bây giờ thì Tiên Lý nghĩ là nó vẫn sẽ trong cái tầm xem xét và mình chưa bao giờ gọi là guarantee là Á hậu 1 sẽ được đi thi, nhưng đó cũng là một trong những cái cơ hội có thể là cô ấy được đi thi. Nhưng mà chắc chắn là Hoa hậu sẽ là đại diện của Việt Nam tại 2018. Mà năm nay vì cái thời gian như thế mà Tiên Lý nghĩ là người mà đạt giải Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 sẽ có rất là nhiều thuận lợi bởi vì đã được tôi luyện rất là nhiều về các kỹ năng trong quá trình thực hiện Hoa hậu chương trình truyền hình thực tế, rồi vòng tập trung và sau đó có cả gần một năm để rèn luyện thể lực cũng như kỹ năng khác cho cuộc thi thế giới thì đây là một cái điều rất là may mắn cho bạn. Dạ, em muốn hỏi thêm về cái cách chọn đại diện của mình, tại vì trên cục có điều chỉnh là có top 3 giải người mẫu vẫn có thể xuất khẩu, vẫn có thể đi xuất quốc tế hoa hậu được. Vậy thì bên mình có nhất thiết là phải chọn top 3 trong hoa hậu những cái giải trong hoa hậu hay là có thể chọn những giải người mẫu? Đương nhiên mình có thể chọn những cái gương mặt đến từ những cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc gia. Tuy nhiên Hoàng Vũ luôn luôn ưu tiên các bạn đi ra từ cuộc thi của mình bởi vì mình muốn khẳng định vị trí của các bạn cũng như là mình tin tưởng vào cái quá trình mà đào tạo rèn luyện của các bạn qua các cuộc thi. Bởi vì các bạn đã tham gia cuộc thi nên các bạn cũng hiểu được cái tiêu chí cũng như là cái cách tự rèn luyện mình, tự thể hiện mình để là một hoa hậu Hoàng Vũ một cách tốt nhất. Cảm ơn nhiều.